Máy nghiền siêu mịn inox 300 của công ty Bình Minh sẽ giúp quý vị nghiền nhỏ đa dạng các loại nguyên liệu thành dạng bột siêu mịn. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở video ngày hôm nay, khách hàng đã mang đến xưởng sản xuất các loại nguyên liệu đỗ xanh, vừng đen, gạo lứt, đỗ tương để sử dụng với máy nghiền bột siêu mịn inox 300, cùng với đó là nhận bàn giao máy. Đầu tiên, với nguyên liệu gạo lứt, khách hàng đã yêu cầu kỹ thuật viên của công ty cho chạy thử với máy. Sử dụng sàng 0,2 ly để nghiền gạo thành bột khô để làm bánh, làm bột cho trẻ em. Thiết kế máy hiện đại, nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển đến mọi nơi, phù hợp với mọi không gian bếp cũng như cơ sở sản xuất. Thiết kế hoàn toàn bằng inox sáng bóng, chống rỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dòng máy nghiền siêu mịn inox 300 của công ty Bình Minh sử dụng hệ thống quạt gió, ưu việt hơn hẳn so với dòng máy nghiền thông thường khác trên thị trường. Tiếp theo, khách hàng đã trộn các loại nguyên liệu đem theo để làm bột ngũ cốc. Sử dụng sàng 0,4 ly để nghiền cho ra thành phẩm bột ngũ cốc đang được bán trên thị trường hiện nay. Máy có thể nghiền nhiều loại nguyên liệu như mầm đậu nành, gạo, lá trà xanh, cẫng chè, các loại đỗ, vừng, hạt óc chó, mắc ca và các loại nguyên liệu ngũ cốc có dầu khác, tỷ lệ dầu từ 5-10%. Hệ thống máy nghiền bột siêu mịn được thiết kế toàn nạp nguyên liệu rộng rãi, an toàn cho người sử dụng. Máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300 sử dụng động cơ 7,5 kW, nguồn điện 3 pha 380V. Máy nghiền bột khô siêu mịn inox 300 đạt hiệu quả năng suất cao từ 40 đến 60 cân tùy vào nguồn nguyên liệu đầu vào. Và ngoài dòng máy nghiền inox 300 phiên bản này ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm hai phiên bản mới nhất của dòng máy nghiền siêu mịn do công ty Bình Minh sản xuất. Và hiện tại, khách hàng đang kiểm tra độ mịn của bột xem có đúng như yêu cầu của mình hay không. Và đến đây thì video cũng đã đến hồi kết thúc. Ngọc Nga xin gửi lời cảm ơn tới quý vị đã theo dõi hết video này. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, quý vị có thể gọi điện đến số hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.